ba luật đất đai nhà ở và kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 thay vì tháng 7 như kế hoạch tại nghị quyết của chính phủ. Thông tin này nêu tại công điện ngày 26 tháng 5 của chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố. Theo đó, chính phủ đề nghị các lãnh đạo này chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết luật đất đai nhà ở, kinh doanh bất động sản sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi các địa phương cần hoàn thành công việc này trong tháng 6. Yêu cầu trên nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ để triển khai ngay sau khi các luật trên được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm dự kiến từ ngày 1 tháng 8 tới.